Chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái sản phẩm, đó là cái bánh mã, bánh lát khoai tây vị phô mai. Cái sản phẩm này mình mua cho bé nhà mình sử dụng. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái bánh này. Thì đối với những cái miếng bánh salad khoai tây giòn ngon ấy, đó, như khi chúng ta ăn tan trong miệng, đó, nó cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút người ăn, đó, nó không tạo cái cảm giác ngán. Đó, khoai tây salad khoai tây thì bị phô mai slider xylin xylin nó được chế biến kết hợp với cái vị phô mai, nó mang đến cái cảm giác mới lạ. Cái salad slider nó được sản xuất tại Malaysia. Đó. Về cái tên cái loại bánh là salad khoai tây bị phô mai, khối lượng nó là 90 g, năng lượng nó là 516 kcal trên 100 g. Về cái thành phần, đó là vị khoai tây 70%, bột gia vị phô mai, tinh bột khoai tây, tinh bột khoai mì, chất nhũ hóa, chất điều vị, tinh bột bắp, đường, muối, sữa nguyên kem. Đó. Không dùng cho những người bị dị ứng với các cái thành phần của sản phẩm. Đó. Bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Về cái thương hiệu là Xylin D, Xylin Slide Malaysia, nơi sản xuất Malaysia. Đối với cái salad Slide, nó là một cái thương hiệu mà được thành lập và phát triển bởi công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô. Đó. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Đó. Và cái thương hiệu salad khoai tây với cái hương vị rất là đa dạng, thơm ngon và chất lượng. Thì cái salad Slide nó được sản xuất từ những cái củ khoai tây chọn lọc, kết hợp cùng với rất là nhiều các cái loại gia vị, tạo lên cái hương vị mới lạ, giòn súp và là cái món ăn vặt được rất là nhiều người yêu thích. Đó. Về cái thành phần dinh dưỡng trong cái sản phẩm á, cái salad Slide phô mai nó là một trong những cái salad thơm giòn đậm đà và được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Đó. Đây là cái loại salad được làm từ thành phần chính, đó là khoai tây và bột phô mai. Đó. Có cái độ giòn cao, hấp dẫn được cái vị giác. Đó. Salad nó cũng cung cấp cái nguồn năng lượng, đó, chất béo, carbohydrate, chất đạm, lát chi, đường cho cơ thể. Đó. Thì đối với cái thông tin dinh dưỡng ấy, thì gồm có cái vẩy khoai tây 48%, dầu thực vật, bột gia vị phô mai, tinh dầu khoai tây, tinh bột bắp, chất làm dày, đường, nhũ hóa, muối. Đó. Thông tin dị ứng
là sản phẩm thì nó có chứa sữa, đó. Sản phẩm thì có thể chứa các cái đậu lành, mè, lúa mì, đó. Thì cái giá trị dinh dưỡng trung bình nó là 100 gram, đó. Năng lượng 516 kilocalo, tổng chất béo đó là 27,3 gram, chất béo lo đó là 13,3 gram, natri 414 miligam, carbon hydrate đó là 62,2 gram, đường 5,6 gram, chất đạm 5,5 gram. Về các cái tác dụng của sản phẩm đối với sức khỏe của chúng ta thì cái salad linde nó mang lại một cái lợi ích cho sức khỏe như sau. Thứ nhất là cung cấp năng lượng, bổ sung một số các cái chất dinh dưỡng, kích thích vị giác, giúp tinh thần vui vẻ hơn, nhuận tràng. Một số các cái lưu ý khi sử dụng và bảo quản cái sản phẩm á, thì cái salad kinde nó là một cái loại bánh mà nó có cái độ giòn đó, hương vị thơm ngon, nên khi chúng ta mở gói sử dụng thì chúng ta nên dùng sớm đó, để tránh bụi bẩn cũng như là cái côn trùng nó bám vào đó. Nếu mà chúng ta dùng không hết ấy, thì các bạn có thể bảo quản cái salad đó, ở trong cái hộp đó, đậy kín lắp để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm đó, tránh để cái bánh nó tiếp xúc quá lâu đó, với không khí thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái độ giòn và cái hương vị của bánh đó. Chúng ta không dùng khi bánh nó đã hết hạn hoặc nó có cái dấu hiệu ẩm mốc đó, để nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và chúng ta không dùng cho những người mà bị dị ứng với các cái thành phần của sản phẩm đó, trẻ em dưới 2 tuổi đó, để đảm bảo cái sức khỏe đó. Thì đối với cái sản phẩm bánh salad Lidi đó, thì các bạn chúng ta chắc là các bạn chúng ta cũng thấy rất là nhiều rồi đó, nó được bán rất là nhiều đó, ở các cái cửa hàng tạp hóa, các cái siêu thị đó, các cái chợ bán rất là nhiều cái dòng salad khoai tây vị phô mai này đó. Nó là một cái món ăn được rất là nhiều người yêu thích và sử dụng hàng ngày, đặc biệt là đối với các bạn nhỏ đó. Với cái hương vị rất là thơm ngon, sự kết hợp hoàn hảo giữa khoai tây, phô mai tạo nên một cái hương vị rất là tuyệt vời đó. Những cái miếng khoai tây giòn ngon đấy, khi ăn thì nó như tan ở trong miệng và nó rất là hấp dẫn đó, cuốn hút người ăn không ngán đó. Cái bánh lát khoai tây vị phô mai Linde lon 160 gram thì nó được chế biến kết hợp với cái vị phô mai, nó mang đến cái cảm giác rất là mới lạ cho chúng ta. Thì đối với các bạn mà chúng ta đang muốn mua cho con mình một cái loại bánh mát, bánh lát ấy, thì các bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm bánh lát khoai tây vị phô mai này. Đó, mình mua cho bé nhà mình sử dụng thì nó mình thấy nó rất là thơm, rất là ngon. Đó, các bé nhà mình sử dụng thì nó cũng rất là thích. Thì các bạn chúng ta có thể tìm hiểu mua và sử dụng cái bánh Linde vị khoai